Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Công Nghệ Tranh này của mình nhá. Mình có chuẩn bị sẵn trước hình ảnh về một chiếc máy bay đang bay và mang mã số là AR2205 này. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh của cái máy bay này nhá. Mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô cho phần cánh của máy bay này. Thêm một ít màu cam phần cánh, cánh quạt. Mình sẽ cắm nụ hoa thủy tiên trước mọi người nha.
Và bức tranh về cái máy bay đang bay trên bầu trời này đã được mình hoàn thành rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh về cái máy bay này của mình. Hãy để lại cho mình một like, comment những điều các bạn thích ở dưới video. Để theo